Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người trở lại kênh của chúng mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về Vincenzo tập 12. Tập trước đã nói đến, Vincenzo phát hiện boss lớn chân chính của tập đoàn Babel, chính là vị luật sư thực tập không bắt mắt Gang Jun-woo của văn phòng luật sư Usang. Jun-woo để Vincenzo chĩa súng về phía mình khi hai người đang giao tranh. Kiểm sát viên dẫn người đi vào, trước mặt người ngoài. Jun-woo giải thích liên tục mình không phải Gang Han-seok, một mặt vô tội, vì sao kiểm sát viên lại đến đây. Hóa ra sau khi anh ta nhìn thấy video Vincenzo đăng lên mạng, đi đến gần ngõ nhỏ, phát hiện vết đạn và vết máu ở hiện trường. Bắt đầu từ hôm đó, kiểm sát viên luôn theo dõi Vincenzo. Vincenzo bị bắt ngay tại hiện trường do cố ý giết người. Đưa về cục cảnh sát, cha Yang đến cục cảnh sát. Gặp được Jun-woo và Myung-hee, cha Yang đã biết thân phận thực sự của Jun-woo. Liên tục tát Jun-woo vài cái. Điều làm cha Yang tức giận không phải là vì Jun-woo lừa mình, mà là sau khi Jun-woo làm những việc táng tận lương tâm, vẫn là một bộ dáng vô tội, không có chút áy náy nào. Việc đã đến nước này, Jun-woo vẫn giả ngốc trước mặt cha Yang, nhưng cha Yang đã không còn tin anh ta nữa. Kiểm sát viên điều tra được, súng và đạn của Vincenzo đều là đồ giả. Cha Yang bắt lấy điểm này giúp Vincenzo thoát tội. Kiểm sát viên không hiểu, Vincenzo đến từ Ý làm sao lại sử dụng súng giả chứ? Có phải ngay từ đầu anh đã không muốn giết Jun-woo? Thật ra ngay từ đầu Vincenzo đã định trực tiếp giết Jun-woo, nhưng sau đó thay đổi kế hoạch. Jun-woo bây giờ sợ nhất là bị vạch trần thân phận, cùng với tập đoàn Babel chân quý nhất bị hủy. Vincenzo muốn dùng một mũi tên trúng hai đích. Anh thay đổi kế hoạch, có một phần nguyên nhân là do cha Yang. Nếu Vincenzo chỉ giết chết Jun-woo, tập đoàn Babel vẫn đứng vững không ngã. Vậy thì cha Yang vẫn phải đối phó với Babel. Vincenzo không muốn để cha Yang đối diện một mình, chiến tranh không nhìn thấy điểm cuối. Bước đầu của kế hoạch chính là lợi dụng kiểm sát viên, ép Jun-woo nổi lên mặt nước. Hóa ra Vincenzo sớm đã phát hiện kiểm sát viên phái người theo dõi mình, vì vậy nên dẫn dụ bọn họ đến chỗ Jun-woo, nói cho bọn họ biết thân phận thật sự của Jun-woo. Bước tiếp theo chính là để kiểm sát viên gây áp lực cho tập đoàn Babel. Vincenzo được thả ra, Jun-woo nhận được tin tức vô cùng tức giận, khiển trách Myung-hee và đại biểu Han làm việc không tốt. Myung-hee đề nghị thời gian này Jun-woo nên tránh đi một chút, bởi vì nghe nói kiểm sát viên đã bắt đầu sắp xếp 6 tội trạng, chuẩn bị khởi tố Babel. Jun-woo nhất định sẽ bị gọi. Vincenzo gặp tên lang thang, tin tức về vàng chính là do anh ta truyền ra ngoài. Nhìn thấy bức ảnh tên lang thang chụp với vàng, mắt của Vincenzo đen lại. Anh bỏ ra một số tiền lớn bảo tên lang thang rời khỏi chỗ này, thuận tiện vĩnh viễn quên luôn việc có vàng. Vincenzo về đến gà Jim Plaza nói với các hộ dân, tin tức về vàng là giả, đàn em xã hội đen đi qua cửa. Nghe rõ mồn một, anh ta nhanh chóng về báo với lão đại. Cô giáo dạy piano đã biết bí mật dưới lòng ngôi chùa, cố ý ngăn Vincenzo lại, kể cho anh một câu chuyện dưới lòng chùa có ma. Sau đó may là có các sư phụ của chùa mới trấn áp được quỷ hồn. Vì vậy tuyệt đối không được mở nhà kho dưới lòng chùa ra, nếu không sẽ bị oan hồn quấn thân. Cuối cùng các hộ dân thảo luận đưa ra quyết định, nếu vàng bị đào ra, theo pháp luật thì sẽ thuộc về chủ nhân của gà Jim Plaza, cũng tức là tập đoàn Babel. Bọn họ không thể để vàng rơi vào tay Babel, mà xem ra Vincenzo hoàn toàn không biết gì. Vì vậy sau này đừng làm phiền Vincenzo nữa, mà là dùng lực lượng của chính mình để tìm. Lão đại xã hội đen cũng gia nhập với các hộ dân, bày tỏ nguyện ý giúp tìm vàng. Cha Yang đoán rằng sẽ bắt đầu từ dùng thủ đoạn phi pháp giải quyết công hội của hóa học Babel, có khả năng lớn hơn, có lẽ Usang và Babel cũng nghĩ như vậy. Vì vậy cha Yang sắp xếp nội ứng ở văn phòng Usang do thám tình hình. Jun-woo quyết định ra nước ngoài tránh bão, anh ta để chủ tịch Giang nhân lúc anh ta không ở đây, nhắm thời cơ bán tháp Babel. Đồng thời, Vincenzo cũng nhận được tin tức anh ta rời đi. Vincenzo phái hai người theo dõi Jun-woo, anh cha đội mũ cũng tham gia vụ này. Trong Usang, Myung-hee phân tích, kiểm sát viên sẽ xuống tay ở công hội hóa học Babel. Công hội hóa học Babel từ trước đến nay đều là công hội mạnh nhất trong các công ty con của Babel. Myung-hee cho rằng không ép công hội hóa học Babel vào chỗ chết. Bọn họ với ngang ngược như vậy, nếu đã như vậy thì dùng cách cũ xử lý. Đại biểu Han muốn ngăn Myung-hee lại, ông ta đề nghị nên thương lượng với chủ tịch Giang. Nhưng Myung-hee cũng nhìn ra lập trường của đại biểu Han. Bà ta nói với đại biểu Han, lúc chọn phía đứng nên cẩn trọng một chút. Nội gián nhìn thấy việc này, báo cáo hết cho Vincenzo và cha Yang. Myung-hee và đại biểu Han dường như đứng về hai phía đối địch nhau. Đại biểu Han đứng phía chủ tịch Giang, còn phía giải quyết hóa học Babel. Myung-hee định dùng biện pháp cũ, cha Yang biết rõ. Cách cũ chính là phải dùng dao giết người nếu Myung-hee và đại biểu Han đấu nhau. Phân thành hai thế lực Myung-hee Jun-woo, đại biểu Han chủ tịch Giang. Lần này thì thú vị rồi, cha Yang ăn dưa mặc kệ việc lớn. Cửa hàng khí cầu của lão đại xã hội đen sắp mở, các cư dân mang rất nhiều đồ ăn đến tìm anh ta, muốn lão đại giúp đỡ về việc tìm vàng. Anh ta nói có quen biết với một sư phụ tìm bảo vật vô cùng lợi hại, thầy Kim. Một bên khác, Myung-hee hẹn người phụ trách công hội hóa học Babel ra nói chuyện, muốn mua chuộc anh ta, nhưng đối phương không hề dao động, còn nói sẽ báo cáo hành vi mua chuộc hôm nay của Myung-hee lên phía kiểm sát. Không thể mua chuộc, Myung-hee chỉ có thể dùng cách cũ. Bà ta nhàn nhã ăn thịt uống rượu, người phụ trách đi qua đường bị xe tải đâm bay, mà Jun-woo trốn trong một biệt thự khác, lúc ngâm mình trong bồn tắm đột nhiên ngất đi. Qua một lúc mới tỉnh lại, anh ta nhận ra là do Vincenzo giở trò. Anh ta gọi cho Vincenzo hỏi anh rốt cuộc đã làm gì. Vincenzo chỉ là đổi nước khoáng của Jun-woo thành nước đã hạ thuốc mà thôi. Trước khi thay đổi,
còn dùng cơ thể trợ lý làm thí nghiệm, khống chế hiệu quả của thuốc trong vòng 10 phút. Nếu quá 10 phút, Jun-woo có khả năng lớn bây giờ đã chết rồi. Nhận được sự cảnh báo và uy hiếp của Vincenzo, Jun-woo phẫn nộ chỉ trích đại biểu Han, bảo ông ta lập tức thay đổi đội bảo vệ. Myung-hee mang đến một tin tốt, người phụ trách của công hội hóa học Babel đã chết rồi. Để lấp vào chỗ trống, hóa học Babel rất nhanh sẽ được giải quyết. Jun-woo vui vẻ ôm lấy Myung-hee, rất hài lòng với cách làm của bà ta. Lại lạnh mặt nhìn đại biểu Han dần dần thất sủng. Không lâu sau, cha Yang và Vincenzo xem được tin tức người phụ trách bị tai nạn, vô cùng tức giận, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Đây thật sự chính là phong cách nhất quán của Babel và văn phòng Usang. Hai cư dân đến nói với Vincenzo việc tìm vàng. Bọn họ không cần sự giúp đỡ của Vincenzo nữa, vì bọn họ đã tìm một chuyên gia để giúp. Việc liên quan đến vàng là lần đầu cha Yang và trợ lý nghe thấy. Cha Yang đột nhiên nhớ đến, có một lần cô và Vincenzo uống rượu với nhau. Vincenzo đã từng nói, vàng ở trong tòa nhà. Lúc mới đầu cha Yang chỉ coi là chuyện cười, bây giờ xem ra là thật, mắt thấy đã không giấu được. Vincenzo chỉ có thể thành thật nói với cha Yang và trợ lý, vàng ở dưới chùa, giá trị liên thành. Bí mật bây giờ càng ngày càng nhiều người biết. Nội tâm của Vincenzo vỡ vụn. Vincenzo nói với bọn họ, vàng chỉ có 70% là của anh, 30% còn lại là của hội trưởng cho. Nhưng cho dù chỉ có 70%, cũng là một số tiền rất lớn rồi. Bây giờ những người khác không biết vị trí cụ thể của vàng. Vì để kéo trợ lý và cha Yang giữ bí mật, Vincenzo hứa sẽ phân một phần cho bọn họ. Đại biểu Han biết được từ Viện Kiểm sát Đông Nam, một phần văn kiện của Cục Tình báo bị hacker trộm đi rồi, nhưng Cục Tình báo không báo lên trên, luôn giấu đi. Giả vờ văn kiện vẫn còn ở đó, việc này bại lộ, khắp nơi loạn thành một đoàn, đội trưởng đến tìm Vincenzo xin giúp đỡ. Phần văn bản tình báo ngắn này là lúc vị tổng thống trước đó vẫn còn tại vị, để Cục Tình báo điều tra giới kinh tế, ghi lại tất cả điều tra phạm pháp của những người quan trọng trong các lĩnh vực, sắp xếp thành một phần văn bản hoàn chỉnh, tạo thành nhược điểm được nắm trong tay tổng thống tiền nhiệm, làm như vậy là để phòng ngừa bị kẻ thù công kích. Nhưng phần văn kiện này cách đây hơn một năm đã bị hacker nước ngoài cướp mất. Cục kiểm sát điều tra rất lâu, cuối cùng cũng điều tra được một lão đại hacker giấu văn kiện vào kho vàng ở một chỗ nào đó ở Hàn Quốc. Những vị lão đại này một năm trước đã chết vì bệnh. Vincenzo hỏi về tên của hacker, chính là vị phú hào mà anh giúp giấu vàng. Vincenzo nhận ra phần văn kiện đó được giấu dưới lòng chùa. Trong một miếng vàng nào đó, phần tư liệu này cũng rất quan trọng với Babel. Nếu văn kiện đó bị lộ ra, cả nước sẽ loạn cào cào, tập đoàn Babel cũng sẽ không thể thoát được. Bây giờ phải nhanh chóng tìm được phần văn kiện này. Hai anh em Jun-woo cùng nhau đi săn. Jun-woo thấy con mồi lập tức chạy về phía trước. Chủ tịch Jang thấy đây là một cơ hội tốt, anh ta phân tán sự chú ý của Jun-woo, sau đó bắn súng vào Jun-woo. Jun-woo chậm chậm bò dậy nói với chủ tịch Jang, nói với anh ta lần sau bắn súng thì phải chuẩn hơn chút. Nói xong thì ngã xuống đất. Chủ tịch Jang đang chuẩn bị bắn thêm một phát, một người thợ săn đi đến, anh ta chỉ có thể vứt súng xuống kêu cứu. Jun-woo nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Jun-woo giữ lại được cái mạng nhỏ. Vincenzo nhận được tin tức Jun-woo và chủ tịch Jang đi săn vô tình bị bắn, đây nhất định không phải ngẫu nhiên, xem ra nhân mã hai bên đã bắt đầu chiến tranh. Jun-woo tỉnh lại, Myung-hee nói với anh ta, bây giờ là lúc anh ta phải đưa ra sự lựa chọn rồi, không có thân phận chủ tịch là điểm yếu lớn nhất của anh ta, ai cũng không thể nói được chuyện hôm nay có xảy ra nữa hay không, nếu không muốn lúc chết cũng không ai biết, thì bắt buộc phải công khai thân phận của mình. Ngồi lên vị trí chủ tịch, hội trưởng cho tìm đến Vincenzo. 3 tháng gần đây anh ta bỏ rất nhiều tiền vào các hạng mục đầu tư, lỗ vốn nghiêm trọng, gần đây kinh tế hạn hẹp, hy vọng nhanh chóng lấy được vàng. Hội trưởng cho vốn không có thói quen chơi cá cược đầu tư, chính là muốn lấy được vàng ngay nên là nói dối. Vincenzo quyết định lấy ra một phần trước, chính là lấy số lượng mà hội trưởng cho cần. Đây cũng có nghĩa là phải nghĩ cách để các cư dân ra khỏi tòa nhà. Cha Yang nghĩ ra một cách, gọi tất cả các hộ dân đến để đi du lịch ôn tuyển 2 ngày 1 đêm. Các hộ dân đều không tình nguyện rời đi. Trợ lý nói ra lời tuyệt sát, anh ta nói với mọi người, người nào chụp được bức ảnh đẹp nhất trong ôn tuyển có thể nhận được số tiền thưởng 2.000 vạn won. Mọi người vừa nghe có tiền thưởng, lập tức có hứng thú. Một bên khác, chủ tịch Jang nói với các nhân sĩ cao tầng về hạng mục tháp Babel, muốn lôi kéo mọi người, nói được một nửa bị đánh gãy. Jun-woo mặc quần áo bệnh nhân, cầm ống truyền nước đi vào. Myung-hee giới thiệu với mọi người, đây chính là con trưởng của tập đoàn Babel, Jang Han-seok. Bắt đầu từ hôm nay tập đoàn Babel sẽ do anh ta quản lý. Chủ tịch Jang ở một bên run cầm cập, anh ta hiểu rõ anh trai bắt đầu muốn ra tay với mình rồi, mà du lịch ôn tuyển vẫn tiến hành như cũ. Sau khi tiễn các hộ dân đi, Vincenzo lập tức hành động. Anh và hội trưởng cho cùng vào nhà kho dưới hầm, quả nhiên là nhìn thấy một đống vàng chất thành núi. Nhưng Vincenzo còn chưa vui được lâu, hội trưởng cho đã rút súng chĩa vào đầu Vincenzo. Được rồi, đến đây thôi, nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi tập phim tiếp theo nhé. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.